Medicines just got cheaper for a range of ongoing health conditions. Should be really pleased. Now, selected PBS medicines can be prescribed for 60 days, giving you twice the medication on a single prescription. Saving you money and time. Ask your doctor if a 60-day prescription is right for you, or visit health.gov.au/cheaper medicines. Authorised by the Australian Government, Canberra. The Murray-Darling Rivers pump life through our nation, to our farms, communities and environment. But water's being overused and the next drought is only a matter of time. We have to make sure there's enough water, otherwise the rivers may run dry. If we don't act, it could threaten our plants and animals, our food supply and affect the drinking water of more than 3 million Australians. Find out how the Australian Government's plan will restore the Murray-Darling Rivers. Authorised by the Australian Government, Canberra. Kim Hoàng và Nguyên Khang rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo Thế giới của VietTV trong buổi tối ngày hôm nay thứ Sáu, 19 tháng 4 2024. Và kính thưa quý vị, thông tin quan trọng nhất trong phần tin thế giới ngày hôm nay đó là việc Israel bắt đầu tấn công vào Iran, và đây là những việc tấn công mà chúng ta ai cũng đã dự phóng. Tuy nhiên, theo rất nhiều nguồn thông tin, và đặc biệt là theo thông tin từ đài CNN của Mỹ, thì phía Israel cũng đã đảm bảo với Washington là sẽ không nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Và ngày hôm nay, thì hãng tin AP của Hoa Kỳ cũng đã xác nhận là các vụ nổ đã xảy ra ở thành phố Isfahan, cách thủ đô Tehran khoảng 350 cây số về phía nam. Không rõ là phía Iran sẽ đối phó với vấn đề này như thế nào. Tuy nhiên, về phương diện truyền thông, thì Iran cũng đã xác nhận là họ sẽ có hành động đáp trả. Và việc đáp trả leo thang tới đâu thì chắc là chúng ta phải chờ thêm vài tiếng đồng hồ nữa thì mới có được diễn tiến. Chắc chắn là Nguyên Khang cũng theo dõi thông tin này, phải không? Yeah. Thì sau những nỗ lực bất thành của các bên, đó là các bên kể cả từ các đồng minh của Israel cũng như là Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế sau cái vụ tấn công của Iran vào Israel ngày 13 tháng 4, thì các cái nỗ lực này bất thành, có là Israel vẫn cứng rắn với quan điểm của họ và họ tuyên bố là họ sẽ trả đũa Iran. Thời điểm nào thì các bên chưa biết, thì ngay trong giờ trưa hôm nay, có là giờ sáng của Iran, thì là Iran đã hứng chịu một loạt tất cả là 3 vụ nổ. Và cái đặc biệt hơn nữa là lần này là Israel đã phải sử dụng những cái tên lửa tầm xa hoạt động trên 2.000 km thì mới có thể tấn công được Iran. Bởi vì nếu xét về địa lý đó, Iran cách Israel về vị trí địa lý đến hơn 2.000 km. Thì để mà tấn công được Iran thì chắc chắn là Israel đã phải sử dụng những vũ khí tối tân nhất. Và điều này dấy lên cái lo ngại là Iran sẽ bắt đầu trả đũa lại như là họ đã từng tuyên bố trước dư luận thế giới. Đó là họ nói là nếu như Israel trả đũa cái đòn tấn công của họ vào tuần trước thì chắc chắn là họ sẽ có những đòn đáp trả thích đáng. Tuy nhiên, cái sự khác biệt ở lần này ở chỗ là Mỹ thì dường như là không có đứng về hoàn toàn về phía Israel, chỉ là kêu gọi kiềm chế. Nhưng mà phía sau lưng thì là Mỹ có một hoạt động rất là ý nghĩa, đó là kêu gọi các cái đồng minh của Israel bảo vệ Israel. Bởi vì chúng ta vẫn nhớ là trong cái đợt tấn công vừa rồi, trong tuần vừa rồi, khi Iran tấn công hơn 300 tên lửa vào Israel á, thì gần như là 4 quốc gia Ả Rập, trong đó có Ả Rập Xê Út, các tiểu quốc Ả Rập và Jordan, thì một số quốc gia này cùng với Mỹ đã tiến hành là giúp Israel chống trả lại cái đợt tấn công đó, và cái đợt tấn công đó gần như là vô hại đối với Israel. Thì Israel nhân cái cơ hội này thì chắc chắn là họ sẽ đáp trả thích đáng. Và lần này, nếu như dư luận trong thế giới cũng đang quan tâm là nếu Israel trả đũa lại, bởi vì hai quốc gia này nếu mà tấn công qua tấn công lại thì chắc chắn là chỉ bằng những cái tên lửa tầm xa thôi, bởi vì họ ở cách xa nhau quá. Thì chắc chắn là dư luận thế giới đang chờ xem là các quốc gia Ả Rập có đứng về phía Israel để bảo vệ Israel giống như là cái đợt tấn công hồi tuần rồi hay không. Chúng ta không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, về mặt kinh tế thì chúng ta đã thấy những hậu quả ngay lập tức khi mà vào trưa ngày hôm nay, giá dầu tại châu Á đã có sự tăng vọt hơn 4%, trong khi giá dầu thô là Brent cũng đã gia tăng 3.63% và hiện đang được giao dịch ở mức là 90.54 cent Mỹ kim cho mỗi một thùng. Riêng giá vàng là đã gia tăng mạnh mẽ nhất
và đã lên mức 2.411 đô la Mỹ kim cho một ounce, gia tăng khá cao so với mức giá tuần trước đây là chỉ ở mức khoảng 2.300 Mỹ kim mà thôi. Và đó là hậu quả tức thì của việc Israel đáp trả Iran, trong khi đó phía Iran thì cho rằng lần đáp trả sắp tới không phải là những cái tên lửa thông thường mà có thể sẽ là vũ khí hạt nhân. Và đây là điều mà thế giới đang rất lo ngại. Trong khi đó thì tại Israel ngày hôm nay cũng đã diễn ra một cuộc họp khẩn trước khả năng tòa án quốc tế ICC có thể ra lệnh bắt tạm giam Thủ tướng Netanyahu. Và lệnh bắt giữ tạm giam của ICC liên quan đến chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza có thể sẽ được đưa ra trong tương lai rất gần. Thủ tướng Netanyahu cũng đã nêu vấn đề này khi gặp gỡ với Ngoại trưởng Anh Quốc là ông David Cameron cũng như Ngoại trưởng của nước Đức để yêu cầu sự giúp đỡ. Ngoài ra, lệnh bắt giữ cũng sẽ được tòa án ICC đưa ra dựa trên cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay đang xảy ra tại dải Gaza, khi mà các quốc gia đều lên tiếng cáo buộc Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế và công ước Geneva, bởi vì cho đến thời điểm này đã có quá nhiều thường nhân vô tội tử vong trong những cái cuộc trả đũa qua lại giữa Israel và lực lượng Hamas, mà thông tin sơ khởi thì hơn 33.000 người Palestine là những người thường dân vô tội đã trở thành nạn nhân của cuộc chiến này, và vì vậy tòa án quốc tế ICC không muốn thấy tình trạng này diễn ra, và đó là bối cảnh rất là khốc liệt tại Trung Đông. Trong khi đó thì tại Việt Nam, những cái thông tin về thu nhập bình quân đầu người cũng làm cho chúng ta cảm thấy rất là chạnh lòng khi mà Ngân hàng Thế giới World Bank xác nhận Việt Nam hiện nay có mức thu nhập bình quân khá thấp, chỉ vào khoảng từ 8 triệu đến 10 triệu một tháng mà thôi so với các quốc gia trong khu vực. Thì đây là một mức thu nhập rất khiêm tốn. Thì phải nói là đây cũng là một cái nỗ lực rất là lớn từ chính phủ Việt Nam kể từ những năm đầu tiên họ mở cửa đất nước là những năm 1989. Thì theo cái thống kê của Ngân hàng Thế giới, World Bank, thì kể từ năm 89 cho đến năm 2009 là tròn 20 năm. Thì trong thời gian đó thì mặc dù Việt Nam đã cải thiện cái thu nhập bình quân đầu người đáng kể, mà từ con số chỉ có vỏn vẹn 220 đô trên một năm vào năm 1989 thì đã tăng lên là gần 4.000 đô trong 2009. Thì cái con số này nó cũng đã tăng gấp 18 lần trong 20 năm. Thì mặc dù vậy thì trong giai đoạn này thì Ngân hàng Thế giới vẫn xếp Việt Nam vào những nước thu nhập rất là thấp. Sau đó, cái giai đoạn từ năm 2009 cho đến 2022 thì Ngân hàng Thế giới đã đưa Việt Nam khỏi danh sách thu nhập thấp mà là chuyển qua danh sách các nước có thu nhập trung bình thấp. Có nghĩa là cao hơn một bậc. Có nghĩa nhưng mà vẫn là trong số các quốc gia đang phát triển. Thì trong cái phạm vi của châu Á đó, thì Việt Nam hiện nay thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 6 sau Singapore, dẫn đầu là Singapore với 67.000 đô. Ở Brunei là trên 31.000 đô, Malaysia là 11.000 đô đứng thứ 3, thứ 4 là Thái Lan 7.200 đô một năm. Indonesia đứng thứ 5 là 4.580 đô và thứ 6 là Việt Nam 4.010 đô. Tiếp theo là Philippines 3.950 đô và Lào 2.310 đô và Campuchia 1.690 đô và cuối cùng là Myanmar chỉ có 1.270 đô. Thì Việt Nam, Lào, Campuchia là ba nước mà Ngân hàng Thế giới xếp vào những cái quốc gia mà có thu nhập trung bình thấp. Thì trong khu vực này nổi trội nhất vẫn là Singapore dẫn đầu khu vực với con số rất vượt trội, đó là 67.200 đô. Và điều này nó cũng giúp cho Singapore đã trở thành một nền kinh tế cũng như một trung tâm kinh tế năng động nhất châu Á. Và kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta so sánh với thu nhập của một người dân Trung Quốc, trong khi Việt Nam có thu nhập trung bình là khoảng 4.000 đô la, thì người dân tại Trung Quốc trong năm 2022 có mức thu nhập trung bình là khoảng 12.850 đô la, có nghĩa là gấp 3 lần so với thu nhập của Việt Nam. Và nếu chúng ta so sánh với Thái Lan, là Thái Lan có khoảng 7.200 thu nhập bình quân. Và đây là điều đau lòng nhất, là bởi vì trước năm 75, Việt Nam đã từng có thu nhập đầu người cao hơn Thái Lan. Nhưng mà 50 năm sau thì chúng ta lại bị tụt hậu so với Thái Lan. Và đó là điều mà có lẽ là chúng ta cần phải phấn đấu. Ngoài ra cũng liên quan đến sinh hoạt kinh tế tài chính tại Việt Nam, thống kê mới nhất cũng cho thấy là thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy lượng kiều hối
gửi về cho gia đình tại thành phố Sài Gòn trong quý 1 năm 2024 vừa qua ở mức cao kỷ lục trong vòng 3 năm, đó là 2.86 tỷ Mỹ Kim, gia tăng 3.5% so với quý trước và gia tăng gần 35% so với một năm trước đó. Trong tất cả các châu lục thì những người Việt sinh sống và làm việc tại các quốc gia ở châu Á gửi tiền về Việt Nam nhiều nhất với khoảng gần 60% trong tổng số này. Và ngoài ra ở khu vực châu Âu và tại nước Úc của chúng ta thì có vẻ là người Việt đang nghèo đi, cho nên cái số tiền gửi về Việt Nam đã bị giảm sụt trong cùng thời điểm. Và vào năm ngoái thì số lượng kiều hối mà người Việt Nam ở nước ngoài gửi về Việt Nam cũng đã đạt một cái ấn tượng lên đến 16 tỷ Mỹ Kim. Và Việt Nam cũng đã bắt đầu thống kê về lượng tiền kiều hối gửi về từ năm 1993. Và kể từ thời điểm đó cho đến năm 2022, tổng số lượng tiền mà người Việt Kiều đã gửi về trong nước lên đến 190 tỷ Mỹ Kim. Con số này tương đương nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài mà chúng ta thường gọi tắt là FDI đã được giải ngân trong cùng kỳ. Có nghĩa là một cái sự đầu tư rất là cao từ người Việt ở hải ngoại. Dạ, đúng vậy. Xét về cái yếu tố đầu tư nước ngoài, thì hiện nay tại thị trường Việt Nam đã chứng kiến một cái sự cạnh tranh rất là gắt gao giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, xem nước nào sẽ trở thành một cái quốc gia đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất. Thì tính ra kể từ năm 1988 đến năm 2023, thì Hàn Quốc tổng cộng đã đầu tư đến 86 tỷ đô vào Việt Nam. Thậm chí là cái con số này đã giúp Hàn Quốc vượt lên trên cả Singapore và Nhật và trở thành quốc gia dẫn đầu đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên thì những năm gần đây thì họ đã phải chứng kiến một sự cạnh tranh rất là khốc liệt từ Trung Quốc. Thì xét về cái chi tiết trong cái tổng đầu tư của Hàn Quốc á, thì mặc dù Hàn Quốc đầu tư lớn, tuy nhiên là các cái dự án hay là các công ty lớn họ đã chiếm phần lớn trong cái tỷ trọng đầu tư rồi. Có nghĩa là trong tổng số 86 tỷ đầu tư trong xuyên suốt hơn 30 năm rồi của Hàn Quốc và Việt Nam, thì riêng chỉ Samsung thôi thì họ đã đầu tư trên 22 tỷ rồi. Và cái công ty thứ hai nữa là LG là cũng đầu tư hơn 2 tỷ đô. Có nghĩa là hai công ty này cũng đã đầu tư đến 24 tỷ đô trong tổng số 86 tỷ đô. Đó là chiếm 1/3 trong tổng số đầu tư. Thì tuy nhiên Trung Quốc nổi lên như là một quốc gia đầu tư lớn vào Việt Nam trong những năm gần đây. Đặc biệt là trong năm 2023 là Trung Quốc về số lượng là họ đã dẫn đầu các công ty đầu tư vào Việt Nam, là các công ty đã được thành lập tại Việt Nam trong thời gian rồi. Là nếu xét về cái kim ngạch đó hay là xét về giá trị đó thì có thể Trung Quốc vẫn chưa vượt qua các quốc gia khác. Tuy nhiên thì nếu nói về số lượng các cái công ty mà đã được thành lập có nguồn gốc từ Trung Quốc thì đã tăng kỷ lục và vượt qua các quốc gia khác, thì điều này cũng cho thấy là sắp tới có thể khả năng là Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tư lớn vào Việt Nam và có thể dẫn đầu danh sách. Hiện nay vẫn là Hàn Quốc, sau đó là Singapore và Nhật Bản, tiếp theo nữa là Hồng Kông và Đài Loan. Tuy nhiên thì như dự báo thì Trung Quốc có thể trong một sớm một chiều nữa thì có thể họ trở thành quốc gia dẫn đầu đầu tư vào Việt Nam. Và kính thưa quý vị, thông tin tiếp theo lại là liên quan đến hãng xe điện VinFast và tiếp tục thông tin tiêu cực về hãng xe điện này. Sau khi thị trường thế giới cũng đã cho thấy giá cổ phiếu của công ty VinFast trong ngày 17 tháng 4, có nghĩa là ngày hôm qua giờ Washington DC, đã giảm xuống chỉ còn 2 đồng 72 cent cho một cổ phiếu. Và đây là sự thất thoát 11% chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Và với giá trị cổ phiếu 2 đồng 72 sen thì vốn hóa trên thị trường của công ty chỉ còn lại là 7.2 tỷ đô la. Và so với đỉnh điểm của cổ phiếu là 37 đô la vào tháng 8/2023, khi đó thì tổng số vốn hóa thị trường nó lên đến 85 tỷ, hiện nay chỉ còn lại 7 tỷ mà thôi. Đó là một cái cú rơi tự do mất hơn 92%. Thông tin này kèm theo một thông tin khác theo hãng tin Reuters, đây cũng được cho là thông tin khá tiêu cực khi mà VinFast đang có cái xu hướng thu hẹp lại những cái quy mô phát triển tại một trong những cái nhà máy xây dựng ở
tiểu bang North Carolina. Ngoài việc thu hẹp lại thì cái quá trình thi công cũng đang bị đình trệ, bởi vì sau cái lễ khởi một cái động thổ vào vài tháng vừa qua, cho đến thời điểm này chưa có thêm một hành động nào ngay tại tiểu bang North Carolina, trong khi cái tổng diện tích thì, trước đây thì VinFast đang muốn xây dựng cái cơ sở với hơn 9 hecta thì hiện nay đã giảm xuống chỉ còn 7 hecta mà thôi. Và đây là những thông tin rất là tiêu cực, đó là chúng ta chưa nói đến việc VinFast đang bị 5 công ty luật tại Mỹ khởi kiện tập thể, và vì vậy mà cái cổ phiếu 2 đồng 72 cent của ngày hôm qua có lẽ là sẽ còn tiếp tục giảm hạ trong những ngày sắp tới. Thêm một thông tin cũng không mấy tích cực nữa đối với nền kinh tế Việt Nam, đó là có thêm 2 tỉnh nữa đã đang ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai, đó là Cà Mau và Long An. Là 2 tỉnh này đã tuyên bố bởi vì tình trạng khẩn cấp là bởi vì họ đang bị hạn mặn xâm nhập. Thì vậy đợt tối tất cả là 3 tỉnh, kể cả Tiền Giang, là 3 tỉnh này là đã công bố tình trạng khẩn cấp cấp 2. Có nghĩa là họ đang muốn chính phủ sẽ họ có cái bước hỗ trợ họ trong cái việc mà khắc phục cái hậu quả của thiên tai. Thì hiện nay đồng bằng sông Cửu Long nói chung đang chứng kiến cái tình trạng là thiếu nước và bị cái nước mặn xâm nhập vào cái đất liền. Thì cái việc này nó do 2 cái lý do. Đầu tiên đó là biến đổi khí hậu, là cái mực nước biển nó dâng cao hơn, và khi mực nước biển dâng cao hơn mực nước sông thì cái nước sông sẽ bị nhiễm mặn, bởi vì do nước biển tràn vào, bởi vì đồng bằng sông Cửu Long là khu vực giáp biển. Thứ hai nữa là do cái lượng mưa năm nay ít hơn các năm trước và cái nắng nóng cũng nhiều hơn. Thì đứng trước cái tình trạng này thì Việt Nam cũng đã bắt đầu kêu gọi các cái nhà khoa học về nông nghiệp cũng đã nghiên cứu và làm sao để giúp đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, là tìm ra các loại giống hay là các cái loại giống lúa cũng như là hoa màu thích nghi và chịu đựng được cái thời tiết khắc nghiệt. Bởi vì có thể trong tương lai đồng bằng sông Cửu Long sẽ không còn trù phú như trong quá khứ nữa. Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam nổi tiếng là vựa lúa cả nước, và nổi tiếng với cái hệ thống sông ngòi chằng chịch, cái là nước lúc nào cũng có đầy đủ, thậm chí là những năm trước đây còn bị lụt nữa. Tuy nhiên thì những năm gần đây, việc mà Trung Quốc xây các cái đập ở thượng nguồn cũng như là cái việc mà khai thác quá mức cái nguồn nước thì nó đã dẫn đến cái tình trạng là khô hạn ở khu vực này. Ngoài ra cũng còn một thông tin rất là đáng lưu ý nữa, đó là kể từ tháng 4 năm nay là Campuchia với sự hỗ trợ của Trung Quốc sẽ xây một kênh đào mới, và cái kênh đào này nối liền từ thủ đô Phnom Penh đi ra cái cửa ngõ cửa biển phía nam của Campuchia, đó là ở cái tỉnh tên là Kep. Thì cái dự án này dự kiến là kéo dài đến 180 km. Thì nếu xét về quy mô thì cái chiều dài của kênh đào này chỉ có thua kênh đào Suez nổi tiếng trên thế giới chỉ có 10 km thôi. Và dự kiến đây là một cái dự án rất là quy mô rất là lớn, là dự kiến là có quy mô đến 1.7 tỷ đô la và thực hiện trong 4 năm. Cái chiều rộng của cái kênh đào này dự kiến là dao động từ 100 đến 80 mét và độ sâu là 5.4 mét. Có nghĩa là các tàu container có thể di chuyển hàng hóa từ Phnom Penh trực tiếp ra biển luôn. Thì cái kênh đào này nếu thực hiện thì sẽ tác động tiêu cực đến Việt Nam ở 2 góc độ. Đầu tiên đó là hàng hóa xuất cảng từ Campuchia, đặc biệt là từ thủ đô Phnom Penh, không có cần thiết phải quá cảnh qua ngõ Việt Nam nữa để qua các cái cửa khẩu và đến cái cảng của Việt Nam như là cảng Thị Vải, Cái Mép để mà xuất ra nước ngoài nữa. Mà họ có thể xuất trực tiếp từ Phnom Penh qua đi bằng đường biển luôn, qua cái kênh đào này. Và tác động thứ hai nữa, đó là cái nguồn nước cung cho đồng bằng sông Cửu Long sẽ còn ít đi nữa, là bởi vì cái lượng nước của thượng nguồn nó sẽ chảy theo kênh đào này ra biển. Và điều này thì nó cũng giúp cho canh tác hay là mùa màng của Campuchia sẽ được tốt hơn. Tuy nhiên thì chắc chắn là nó sẽ tác động tiêu cực Việt Nam, bởi vì sông Cửu Long sẽ bị thiếu nước.
Không những là khi mà Trung Hoa Campuchia xây dựng cái kênh đào này ảnh hưởng đến kinh tế của Việt Nam, ảnh hưởng đến nguồn nước của Việt Nam, mà cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Bởi vì theo nhận xét của các chuyên gia, cái quyết định của chính quyền Campuchia sẽ giữ sử dụng kênh đào này như là vừa là một cái công cụ phục vụ cho lĩnh vực kinh tế như Nguyên Khang vừa phân tích, vừa là công cụ phục vụ cho quân sự, là bởi vì một khi mà tàu container có thể ra vào kênh đào này, điều này cũng có nghĩa là những tàu chiến quân sự cũng có thể ra vào khu vực này, và rất có thể Trung Quốc sẽ sử dụng cái kênh đào này như là một cái đồn trú của Trung Quốc. Mặc dù cả cựu thủ tướng Hun Sen lẫn phía Trung Quốc đều bác bỏ những thông tin này, nhưng tình báo từ Hoa Kỳ cho rằng quyết định về một cái khả năng gọi là lưỡng dụng của kênh đào Phù Nam Techco là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho chính quyền Campuchia sau khi hoàn tất xây dựng vào 4 năm sắp tới. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi, Kim Hoàng và Nguyên Khang cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới của chúng tôi tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Chúng tôi xin kính chào và sẽ trở lại trong chương trình điểm báo vào ngày mai thứ Bảy. Nguyên Khang xin kính chào quý vị khán giả của VTV Australia.